chưa biết ngày nào thì thôi, chưa làm điểm không? Chưa biết ngày nào thì thôi, chưa làm điểm không? Cứ điền tạm. Chị ơi, nếu mà mình điền là nghỉ ngày chủ nhật nhưng mà hôm đấy mình vẫn đi làm thì vẫn tính công bình thường không ạ? Thế em cứ điền là không đi nhé. Vâng. Em tìm một nhóm đánh như dạ. Em về quê nhỉ?